Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020. Hiện bây giờ mình đang đi tản bộ ở một cái góc đường của cái quận Cambridge của thành phố Boston. Trước mặt mình á, đây là cái tòa nhà. Cái tòa nhà này nó tên là cái tòa nhà Pfizer. Pfizer là một cái chi nhánh phân phối nhiều cái hiệu thuốc nổi tiếng như là thuốc Viagra. Thì hiện tại bây giờ đó, công ty Pfizer có một cái loại thuốc đó là ai cũng đang chờ đợi đó, là cái thuốc để mà ngừa cái bệnh hiện tại bây giờ đó. Đó thì ngày hôm qua ở đây có tiết xuống. Tạm thời thì cái thời tiết bây giờ đó là nó là dạng thời tiết độ âm, rất là lạnh. Thì mình đi ra đường mình mặc đồ ấm áp vô thì mình sẽ giữ được cái cơ thể cho mình ấm. Đó thì đây là cái tòa nhà Pfizer. Rồi cái tòa nhà bên đây nó cũng là Pfizer, nhưng mà dường như là nguyên một cái dãy building dòng vậy nè, là của cái công ty Pfizer. Pfizer là một cái nhà sản xuất thuốc rất là nổi tiếng. Đó thì hiện bây giờ ở trên thế giới ai cũng biết về cái công ty Pfizer. Tiện mình thả khách ở đây, mình chở khách thì mình bỏ khách khắp mọi nơi. Thì tại vì tiện ở đây mình vừa thả một cái người khách ở đây, mình làm cái phóng sự để cho các bạn tin vô cái chia sẻ của mình về cái kinh nghiệm mà mình vừa mới hỏi một cái người khách. Đó là một cái cô nữ da màu, cô làm việc ở trong đây. Đó, các bạn thấy đây là một cái bảng Pfizer, cái lối đi vô. Thì mình hỏi, mình nói giỡn với một cái người khách, mình nói giỡn thôi. Mình nói cô làm việc ở trong công ty Pfizer này á, thì cô có được ưu tiên chích thuốc ngừa sớm không? Thì khi mà cô vừa bước vô xe đó thì mình có confirm, mình có nói là ô cô, mình nhìn vô cái app Uber đó thì mình thấy cái chữ Pfizer, mình nói ô cô làm cho cái công ty Pfizer đang sản xuất thuốc đó. Thì cô ta nói đúng vậy. Thì mình mới nói giỡn, mình nói là vậy thì mấy công nhân ở trong đây có được ưu tiên không? Thì cổ nói là không có được ưu tiên. Thì cổ nói đó là họ sẽ chích ngừa theo đúng như mọi người, công bằng, chứ không có phải là ai mà làm việc ở trong đây thì được ưu tiên. Đó thì mình hỏi cổ đó là vậy khi nào mà người dân của mình, người bình thường á, được chích? Thì cổ nói là 2 tháng nữa là đúng vào tháng 2. Thì chính phủ Mỹ người ta có thông báo đó là hiện tại là ở nước Mỹ ngày hôm nay á, là đã có rất là nhiều người chích rồi. Đó là những cái người mà bị mang bệnh ở trong người, những cái người bác sĩ, những cái người mà làm việc ở đầu chiến tuyến thì họ được ưu tiên, họ chích trước. Hay là những cái người làm việc ở trong chính phủ Nhà Trắng. Thì cậu nói đó là tháng 2 thì người dân Mỹ sẽ, toàn người dân Mỹ, người bình thường sẽ được chích ngừa và chích miễn phí do chính phủ Mỹ đài thọ. Đó thì ở trước đây nè, có cái chữ Pfizer luôn nè. Đó, Pfizer đó. Đó thì cổ nói đó là mấy cái người làm ở trong đây không có được ưu tiên. Họ cũng phải chờ đợi như tất cả mọi người, cũng như mình vậy nè. Đó thì đây là cái công ty Pfizer, là một cái nhà phân phối thuốc chích ngừa và thuốc sản xuất thuốc Viagra nổi tiếng.
trên nước Mỹ, trên toàn thế giới. Ngoài những cái thuốc như là Viagra hay là những cái thuốc chích ngừa đó, thì Pfizer họ có rất là nhiều cái loại thuốc nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Pfizer, như là thuốc xỉn đâu vậy đó các bạn. Đó thì công ty Pfizer là một cái công ty đại lý phân phối. Còn mà cái người mà khoa học, mà cái nhà sáng chế đó về thuốc chích ngừa đó là của bên Đức. Còn mà nói về mà thuốc của Mỹ á, thì họ có một cái tên khác. Họ có một cái tên khác là Moderna gì đó. Mà Moderna đó là một cái loại thuốc, đó là của Mỹ sản xuất. Còn mà cái thuốc của Pfizer đó là cái thuốc hợp tác với lại Đức. Đó thì mình bỏ ra ít phút mình chia sẻ cho các bạn nhìn thấy. Đây là cái trụ sở mà rất là nổi tiếng. Họ đang phân phối cái thuốc chích ngừa đi trên toàn thế giới. Xin tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn lại một cái video tiếp theo. Cảm ơn sự theo dõi.